Đầu tiên là như bạn muốn mua điện thoại giá rẻ cấu hình cao, các dòng máy xách tay đến từ Xiaomi, Realme, những cái dòng gaming phone, có thể ghé qua Nam Béo Store. Đây là cửa hàng của mình chuyên bán những cái dòng máy giá rẻ cấu hình tốt, chất lượng sản phẩm được kiểm định rất kỹ lưỡng, đi kèm chế độ bảo hành tuyệt vời. Tất cả là vì quyền lợi của người tiêu dùng, như là bao test 3 tháng, đổi trả với tất cả các lỗi đến từ nhà sản xuất này, cũng như là bảo hành trách nhiệm lên đến 6 tháng, hỗ trợ up-ROM các dòng máy Xiaomi miễn phí, bảo hành phần mềm trọn đời. Thì chi tiết các bạn có thể bấm vào đường link phía dưới mô tả video chúc mình. Câu hỏi đến từ bạn Chính Trinh. Xin chào Nam, chúc Nam buổi tối sức khỏe và nhiều niềm vui. Này Nam cho anh hỏi là anh mua Tecno Camon 20 về xài được 2 ngày sau khi cập nhật lên Android 14 thì thấy không dùng được tính năng nghe nhạc khi tắt màn hình nữa, mong Nam chỉ dùng. Xin cảm ơn Nam và chúc kênh ngày càng phát triển. Ok ha, đầu tiên cảm ơn anh rất nhiều nhé. Về cái vấn đề này thì không chỉ riêng Tecno mà tất cả những hãng Android hiện nay như kiểu là Oppo này, Realme, Vivo hay là Xiaomi ha, thì khi cập nhật lên cái phiên bản phần mềm mới nhất, thực tế ra là đã cách đây khá lâu rồi, đó khoảng tầm đâu đó là 4-5 tháng về trước rồi, thì đã mất cái tính năng là nghe nhạc khi màn hình tắt ở trong cái phần tính năng là hộp công cụ. Lý do là cái thời điểm mà YouTube Premium họ siết, bởi vì cái tính năng này thì buộc người dùng phải mua bằng tiền á, thì mới được xài cái tính năng nâng cao này ở trên YouTube Premium. Mà YouTube thì anh cũng đã biết rồi, đó là của Google. Và Google là sở hữu hệ điều hành Android. Đó nên là họ bắt buộc các hãng điện thoại đó làm phần mềm là phải cắt đi cái tính năng là nghe nhạc khi tắt màn hình, nên là khi anh nâng cấp lên rồi thì sẽ không còn xài được nữa anh ha. Và không có cách nào hết anh ạ, nên là anh sẽ phải chịu khó, một là anh mua cái YouTube Premium. Nhưng mà nếu như cách này anh thấy không khả thi vì nó tốn tiền thì anh có thể là xài một vài những cái ứng dụng khác như kiểu là PewTuber hoặc là một vài những cái app khác ha. Thì anh có thể là dùng được cái tính năng là nghe nhạc mà khi tắt màn hình. Tất nhiên nó cũng không thể nào bằng được cái tính năng do chính hãng họ làm ra, các hãng họ làm ra trên những cái giao diện phần mềm, nhưng mà chúng ta phải chấp nhận thôi ha. Câu hỏi đến từ bạn Hứa Chan. Anh Nam ơi, cây Intel RS4 anh thấy thế nào? Em chạy Grab cần chip tốt chút để dễ bắt đơn, thấy Shopee đang đẩy con này quá. Đúng, con này thì đang được đẩy mức giá còn tầm đâu đó là, nếu như mà kênh sale kịch có thể là rơi vào tầm khoảng là 3 triệu, hơn 3 triệu đấy. Tuy nhiên để mà nói con này thì nó có ngon hay không á, thì nó vẫn ngon nha, nhưng nó sẽ có một vài những cái điểm yếu. Đầu tiên là về cái khoản là độ phân giải màn hình. Con này thì nó chỉ có màn hình HD Plus thôi nha, chứ nó không được độ phân giải là Full HD Plus. Và tiếp theo nữa là Intel là một thương hiệu, nó sẽ nhỏ hơn so với lại kể cả là Tecno hay là Infinix hay là những cái hãng khác. Nhỏ hơn thì nó sẽ có một vài những cái điểm bất cập. Tuy nhiên ở cái mức giá rẻ thì anh nghĩ là cái vấn đề thương hiệu này có thể bỏ qua được. Bởi vì dù sao vẫn là hàng mới phút bốc, cũng ít rủi ro mà vẫn có bảo hành là 12 tháng. Nhưng là để mà xài về lâu về dài, lỡ mà có cần thay thế gì đó hoặc mua linh phụ kiện thì có thể nó sẽ khó hơn so với những cái con phổ biến. Và quan trọng là em chạy ship thì cần pin trâu rồi cấu hình tốt một tí, thì trong tầm này nó lại có một vài con nó cũng là đến từ cái tập đoàn này luôn. Đó là tập đoàn là Transsion, là sở hữu thương hiệu là Tecno Intel Infinix. Thì với tầm này thì em muốn tối ưu hơn nữa ấy. Thì có con là Infinix Note 30 nha. Con này thực tế ra là mức giá nó cũng tương tự như con RS4 thôi. Nó vẫn có 8 RAM 256, màn hình 120Hz nhưng được cái độ phân giải Full HD Plus, có loa kép JBL, vẫn có pin 5000 tương tự và sạc 45W, cũng có sạc nhánh luôn, cũng những cái thông số tương tự và cam thì nó chụp đẹp hơn so với con RS4, và thương hiệu thì nó to hơn. Và thực tế ra là Infinix và Intel là cùng một mẻ thôi, như kiểu là Realme và Oppo vậy thôi ha. Và kể cả với lại là Tecno nữa, thì Tecno, Intel, Infinix là một, thì ok em có thể là cân nhắc. Và con RS4 nó chỉ được cái là mã nó mới thôi, mẫu mã nó mới, có thiết kế mặt lưng giả da. Nhưng mà thiết kế mặt lưng giả da trên máy giá rẻ thì nó mức độ tương đối thôi, nên là em cũng cân nhắc kỹ ha. Nhưng mà thực sự nếu như em thích thì vẫn có thể là mua được. Nhưng mà về cái cấu hình con này thì nó cũng tương tự như là con Infinix Note 30 ha, 8256 Helio G99. Câu hỏi đến từ bạn Phạm Phúc. Em có 5 triệu mua Poco V6 chạy Grab có ổn không anh? Mong anh tư vấn, chúc anh có nhiều sức khỏe. Ổn thì nó vẫn ổn thôi. Cơ bản con này thì có pin 6000, màn hình tấm nền AMOLED 120Hz tần số quét và độ sáng cao, có vân tay nhúng, và cấu hình con này thì cũng chạy Grab thì vô tư rồi. 8256 G99 UTMate K108, con này anh thấy ok đấy. Đặc biệt là em cần chạy Grab và con này nó có sạc nhanh là 70W nha. Và 70W thì sạc nhanh thì em chỉ cần cắm tầm 30 phút thôi là đã có full pin để mà tiếp tục chạy Grab trong một ngày dài. Tuy nhiên thì trong tầm này nó lại có cái con mà anh thấy nó lại ngon hơn, đó chính là cái con Tecno Camon 30 nha.
con này thực sự là nó ngon. Và giá thì nó y chang như là Tecnopo 36 thôi. Những con này sẽ có lợi thế là nó sẽ có cam đẹp hơn, thiết kế cao cấp hơn, tấm nền màn hình còn đẹp hơn nữa. Và sạc thì nó vẫn là 70W, pin 5000, nó thua con kia là pin 6000. Nhưng mà con này thì nó sẽ có thêm tính năng sạc nhánh, nó lợi thế hơn. Và thiết kế thì nó theo kiểu là cao cấp hơn, vì là Camon là cái dòng sản phẩm được định hình là cao hơn so với Pova. Nhưng mà cái này thì còn tùy là em thích cái kiểu thiết kế nào nữa nha, cái gu thiết kế em thích con nào nữa thì em hoặc là em có cần chụp ảnh thêm nữa không thì khi đó em mới quyết định. Câu hỏi đến từ bạn Nguyễn Đức Tâm, anh ơi cho hỏi chút, với tầm giá 4 đến 5 cả chính hãng thì vào sách tay không chơi game, ưu tiên giải trí chụp hình quay phim ngon là có NFC nên chọn máy nào, cảm ơn anh. Thực ra là nếu như chính hãng tàu này thì anh vẫn vote cho con là Tecno Camon 30 ha, con này rất toàn diện luôn, kể cả về camera, màn hình cho đến là gaming đồ các kiểu có NFC ha. Còn để nói mà hàng sách tay trong tầm này, anh vote cho con IQ Z9 nhé. Con này thì khá toàn diện, cấu hình cao các kiểu ha. Hoặc là Note 13 Pro 5G vẫn có NFC ha, thiết kế đẹp. Quay phim chụp hình thì nó mức độ tương đối thôi. Nhưng mà vẫn ở tầm giá là nó vẫn khá là ok rồi. Và con tiếp theo nữa là Redmi K70E nhé. Con này thì em phải chấp nhận là sẽ dùng ROM Việt hóa, vì là nếu như up ROM thì nó khá là mắc. Nhưng con này thì nó lại được cái là cấu hình nó rất là cao, và em xài ROM gốc thì vẫn có thể xài NFC bình thường. Câu hỏi đến từ bạn Thúy. Dạ anh Nam ơi, anh cho em hỏi là bây giờ con IQ Z9 Turbo với Mi 12S Pro cùng giá thì con nào nhỉnh hơn? Cảm ơn anh nhiều. Thực ra hai con này thì một con là máy flagship killer tầm trung cấu hình cao mới, và một con flagship cũ thì tất nhiên flagship cũ thì nó luôn có những cái điểm lợi thế. Ví dụ như 12S Pro nó có màn hình cong 2K cộng, tấm nền LTPO là cao cấp hơn này. Với những con này có loa kép hạt man Canon, chất lượng âm thanh nó cũng sẽ là ổn hơn này. Con này có cam Leica, tất nhiên chụp ảnh thì nó vẫn sẽ có lợi thế. Đặc biệt là những cái bạn đã thích màu của Leica, màu nó khá là ạc. Và con này thì có sạc nhanh là 120W. Còn Z9 Turbo nó lợi thế là nó máy tầm trung mới, có pin là trâu hơn, dung lượng con này lên đến 6000 lận ha. Trong khi đó thì 12S Pro là 4600, pin ở mức độ trung bình. Cũng như là con Z9 Turbo nó chơi game ngon hơn, nó trang bị chip 8S Gen 3, nó mạnh hơn, tiến trình mới, rồi là công nghệ mới nó mát mẻ hơn so với 8 lớp Gen 1 ở trên Mi 12S Pro. Kiểu như vậy ha. Nên chắc lại là hai con này nó như thiên về game nhiều, nhưng mà vẫn có camera tốt á. Đó, đủ dùng ở mức tầm trung thì lấy Z9 Turbo nha. Đó, và con này được cái là phần mềm nó có sẵn tiếng Việt. Đó, 12S rồi thì phải up ROM. Đấy cũng là một điểm cần lưu ý. Còn cần một con máy có build thiết kế nó cao cấp hơn, đó, có sạc nhanh hơn này, có camera nhỉnh hơn, đó, thì sẽ lấy con và màn hình cong, lấy Mi 12S Pro. Nhưng mà hai con này đều ngon hết đấy nha. Câu hỏi đến từ bạn là Zoom. Anh ơi, em thấy con Poco C65256 với con Tecno Camon 20256 chênh nhau 4-500k thì mua con nào? Ok em ha. Tất nhiên hai con này nó khác nhau một trời một vực luôn rồi, vì là số tiền thì cơ bản nó vẫn khác. Nhưng mà Poco C65 là một con máy mà nó cũng không đáng mua lắm nha, vì con này thì nó trang bị chip nó không chỉ chip mà về vấn đề màn hình HD Plus, giọt nước này, sạc con này thì đi kèm là 10W thôi. Và con này thì khá là lắc đấy, nếu như em xài. Và Camon 20 thì tất nhiên nó nhỉnh hơn, trội hơn hẳn rồi, thiết kế cao cấp hơn, màn hình AMOLED vân tay nhúng, có pin 5000, sạc 33W cao hơn, lại còn có cả sạc nhánh, camera chụp đẹp hơn, cảm biến 64 Samsung RGW, rồi có loa kép DTS. Con Poco C65 là loa đơn, màn hình đục lỗ, đổi sáng cao, nói chung là nó nhỉnh hơn hoàn toàn, vì là cơ bản con này là ở cái phân khúc 4 đến 5 nó giảm giá xuống thôi. Tuy nhiên thì về thương hiệu ấy thì rõ ràng là Xiaomi thì nó sẽ lớn hơn và có thời gian bảo hành cao hơn so với Tecno, nhưng mà nếu như mua điện thoại giá rẻ thì em cũng không cần phải chú ý đến thương hiệu lắm. Thành thấy là nếu như em nhích lên Camon 30 thì rất ok ha. Hoặc ngoài Camon 30 thì trong tầm này có Tecno Pova 5 hơn 3 cũng rất là ngon nữa, cấu hình mạnh, đó, pin trâu sạc nhanh các kiểu, chơi game mượt, thì em cũng có thể là cân nhắc thêm con này nữa, có loa kép luôn. Câu hỏi đến từ bản Vực Thẳm, liệu Poco có còn đột tử hay không? Thực ra là câu hỏi này mình thấy là thỉnh thoảng vẫn có người hỏi này. Vấn đề này là đến từ việc là ở thời điểm 3-4 năm về trước, những cái năm như kiểu là 2021, 2022 thì có một số những cái mã máy Poco bị đột tử. Ví dụ như là Poco M3 này, chúng ta có Poco X3 này, Poco X3 Pro này, và đây là ba mã đến từ Poco mà có cái tỷ lệ đột tử rất là cao nha. Và nguyên nhân đến từ việc là ở những cái thời điểm đó thì chất lượng gia công cũng như là về chất lượng phần cứng của những cái con máy này, đặc biệt là về vấn đề chipset và nhiệt độ thì nó không được tốt cho lắm. Thời đó là
Tuy nhiên đến bây giờ thì với những dòng máy mới hiện nay thì Poco đã hầu như là khắc phục được cái tình trạng đột tử rồi. Và quan trọng là những con Poco mới thì nó trang bị những cái con chip mới. À nên là vấn đề đột tử là hầu như nó giảm thiểu được rất nhiều ha. Để nói mà khắc phục hoàn toàn thì không thể nói được, vì là bất cứ dòng máy nào thì vẫn có tỷ lệ đột tử thôi, chỉ có là nhiều hay ít. Nhưng mà Poco bây giờ thì mua những cái mã mới bây giờ thì hoàn toàn yên tâm thôi, đều trang bị những cái cấu hình mới hiện nay. À thì không có vấn đề gì phải lo lắng hết. Câu hỏi đến từ bạn Bách Hữu, nên mua Redmi K50 Ultra hay là K70e với anh? Câu hỏi này rất hay này. À ví dụ nếu như anh mà có lựa chọn hai con này á thì anh sẽ thiên về K50 Ultra nhiều hơn, vì con này thì nó thuộc cái phân khúc là nó cao hơn ha. À, đối với Xiaomi dòng K thì chúng ta có K thường, KE, K Pro và K Ultra. Trong đó K Ultra thì nó sẽ ngang với K Pro. Đó còn K thường và KE là cái bản rút gọn từ K thường. À, tuy nhiên hai con này nó lại chênh nhau đến hai đời. Chúng ta có K50 đến K60 rồi K70, sắp tới là K80 đúng không? Đó thì con K50 Ultra nó sẽ có sạc 120W và nó sẽ có cái build về cái thiết kế hai con này thì con nào cũng ổn hết ha, tùy vào cái thẩm mỹ cá nhân. À, nhưng mà K50 Ultra nó sẽ lợi thế là nó có thể up ROM tiếng Việt được. Đó và có ROM quốc tế luôn nha. À, trong khi đó thì K70e thì bây giờ nó vẫn chưa thể nào mà unlock up ROM được rẻ, vẫn rất là mắc. À, nhưng mà nó lợi thế nó là máy mới hơn, nó sẽ có con chip mát hơn là Dimensity 8300 Ultra. Đó, thực ra hai con này thì con nào cũng đều ngon hết đấy. À, và đặc biệt là với cái mức giá tầm hơn năm đó thì hai con này con nào cũng đều rất là ok luôn, chọn con nào cũng được. À, nhưng mà K50 Ultra thì cái mã nó cũ hơn thì tỷ lệ lỗi về phần cứng nó sẽ là cao hơn so với K70e là đời mới. Câu hỏi đến từ bạn Trọng Đài, Carbon 30 và IQ Z9 5G thì con nào ngon nhất vậy anh? Để nói ngon nhất thì hơi khó, nhưng mà hai con này nếu như mà tính phân khúc năm cũ thì đều là những cái con ngon nhất ở phân khúc chính hãng và sách tay. Nếu như chính hãng sẽ là Carbon 30 ha, con này rất toàn diện luôn, từ màn hình đến camera đến thiết kế đến công nghệ sạc nhanh là tính năng. Đó còn IQ Z9 thì con này tức là trong tầm thì chúng ta có đối thủ đến từ Xiaomi là Note 13 Pro 5G và K70e. À, nhưng mà Z9 con này được cái nó có sẵn tiếng Việt. À, nhưng mà về cái độ phổ biến thì nó sẽ không bằng Xiaomi kiểu như vậy ha, nhưng mà nó cũng là một trong những con ngon ở phân khúc sách tay năm cũ. Rồi thì trên đây là tổng hợp một số những câu hỏi nổi bật các bạn gửi về cho mình trong số hỏi đáp công nghệ lần này. Nếu như cảm thấy hữu ích cả nhà đừng quên bấm like, đăng ký đam mê công nghệ để ủng hộ team mình. Đón chờ những video về sau. Xin chào và hẹn gặp lại.